Đây là một phiên bản khác của ChatGPT mà mình đã tạo ra cho video ngày hôm nay và nó có khả năng trả lời các câu hỏi khác nhau về đất nước Việt Nam của chúng ta hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và chúng ta hãy thử hỏi một vài câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên thì có thể là đất nước Việt Nam nằm ở đâu chẳng hạn. Và như các bạn có thể thấy thì cái câu trả lời của mô hình này khá là chính xác và nó nói là Việt Nam nằm ở Đông Nam Á. Tiếp theo chúng ta có thể hỏi là đất nước Việt Nam thì có địa điểm nào để chúng ta có thể du lịch. Và để trả lời các câu hỏi này thì cái mô hình của chúng ta đã liệt kê khá là chính xác những cái địa điểm du lịch khác nhau ở Việt Nam. Tiếp theo thì chúng ta có đây thử hỏi một số câu hỏi không liên quan đến Việt Nam lắm và hỏi bằng tiếng Anh xem nó có trả lời như thế nào nha. Như các bạn có thể thấy thì cái mô hình của chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến Việt Nam mà thôi và nó sẽ lược qua những câu hỏi mà nó không liên quan đến Việt Nam. Đây cũng chính là một điểm khác biệt so với lại các mô hình GPT mà chúng ta thường gặp. Vậy thì mình đã xây dựng một phiên bản khác của ChatGPT này như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ở phần sau của video nha. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với lại kênh Học Tập Trình Cùng Phát. Nếu các bạn đang có theo dõi xu hướng công nghệ hiện nay thì chắc hẳn là các bạn đang nghe nói đến một ứng dụng rất nổi tiếng có tên là ChatGPT. Nói một cách khái quát thì đây là một mô hình trí tuệ nhân tạo, hay nói đúng hơn đó chính là một Large Language Models có khả năng phản hồi và tương tác với người dùng thông qua các văn bản sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Mô hình này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như là trả lời câu hỏi, tạo nội dung mà lại có thể cung cấp thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một cái giao diện mà chúng ta thường gặp của ChatGPT thì cái điểm mạnh của mô hình này là nó có thể được tích hợp vào những ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng API hay còn gọi là Application Programming Language do cái công ty mẹ là OpenAI cung cấp. Sử dụng cái API này thì chúng ta có thể dễ dàng tương tác với lại những mô hình tiên tiến hơn như là GPT-3 hoặc là GPT-4. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm những API đa dạng của OpenAI và sử dụng những API này để tạo ra cái phiên bản khác của ChatGPT mà chúng ta thấy ở phần intro nha. Đó, bắt đầu thôi. Và để sử dụng những cái API khác nhau của công ty OpenAI thì đầu tiên chúng ta phải đăng ký tài khoản tại công ty này trước cái đã. Và sau khi đã đăng ký tài khoản rồi và sau khi đăng nhập thì mình sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ vào phần Personal và View API Keys để tạo ra những cái API key khác nhau. Những cái API này kiểu như là một kiểu định danh để công ty OpenAI biết chính xác chúng ta là ai và sau đó nó sẽ trừ tiền vào tài khoản của mình mỗi khi chúng ta sử dụng tài nguyên của công ty này. Và nhắc đến tiền thì các bạn nên lưu ý rằng chúng ta phải nạp vào một lượng tiền xác định để chúng ta có thể sử dụng tài nguyên của công ty OpenAI. Và ở trong video này thì mình đã nạp sẵn 10 đô để chúng ta có thể thí nghiệm với lại các API khác nhau của công ty OpenAI này. Chúng ta hãy cùng nhau nói một chút về cái hệ sinh thái của công ty OpenAI này. Có thể nói thì các API trong công ty OpenAI nó sẽ được chia lên làm 3 nhóm chính. Thứ nhất đó chính là nhóm hình ảnh, tiếp theo đó chính là nhóm âm thanh và cuối cùng đó chính là nhóm văn bản hay còn gọi là nhóm chat. Một ví dụ tiêu biểu trong nhóm hình ảnh đó chính là mô hình DALL-E. Sử dụng mô hình DALL-E thì bạn có thể dễ dàng tạo ra được những hình ảnh có chất lượng vô cùng cao chỉ từ một đoạn văn bản ngắn mà bạn cung cấp cho mô hình này. Tiếp theo đó chính là nhóm âm thanh. Thì theo mình biết thì OpenAI đang cung cấp một dịch vụ có tên là Speech to Text. Có nghĩa là từ một file hội thoại bất kỳ thì OpenAI nó sẽ giúp bạn ghi lại những người trong file đó đang nói gì chẳng hạn. Và có thể nói là cái nhóm API quan trọng nhất trong ngày hôm nay đó chính là nhóm văn bản vì chúng ta sẽ sử dụng những cái API trong nhóm này để xây dựng nên phiên bản ChatGPT cho riêng mình. Những API trong nhóm văn bản lại được chia làm hai nhóm nhỏ hơn đó chính là nhóm Text Completion và nhóm Chat Completion. Đối với lại những mô hình nằm trong nhóm Text Completion thì khi trò chuyện với lại những mô hình này thì chúng ta chỉ có thể đưa ra một câu hỏi hoặc là một văn bản duy nhất và nhiệm vụ của mô hình này đó chính là trả về một cái đoạn văn bản khác tương ứng. Tiếp theo đối với lại nhóm Chat Completion thì chúng ta có thể thực hiện được một cuộc hội thoại dài bao gồm nhiều lượt khác nhau. Chúng ta hỏi và cái mô hình này trả lời. Và những mô hình trong nhóm này thì sẽ có khả năng nhớ lại cái cuộc trò chuyện giữa chúng ta và mô hình đó. Nãy giờ chúng ta có bàn về lý thuyết hơi nhiều, vậy thì chúng ta cùng nhau code thử để chúng ta có thể trải nghiệm những cái API thuộc hai nhóm này nha. Để cài đặt API của OpenAI, đầu tiên chúng ta phải cài đặt Python trước cái đã. Nếu bạn nào chưa cài đặt Python trên máy tính của mình thì mình sẽ để video hướng dẫn dưới phần mô tả và các bạn cứ nhấp vào video và xem hướng dẫn nha. Và để cài đặt cái API của OpenAI thì chúng ta sẽ nhập cái dòng lệnh là pip install OpenAI vào cái terminal của mình hoặc là cái command prompt của mình nếu bạn sử dụng Windows. Và chỉ đơn giản vậy thôi thì cái thư viện này đã được cài đặt vào máy tính của mình. Để thử nghiệm với lại cái thư viện OpenAI này thì chúng ta cùng tạo ra một cái file Python mới có tên là main.py nha. Tiếp theo là chúng ta cần nhập thư viện OpenAI vào môi trường làm việc của mình bằng cách sử dụng import OpenAI. Sau đó thì chúng ta có thể kích hoạt thư viện này bằng cách nhập vào cái API key của mình mà mình đã tạo ra ở bước trước. Do API key là một cái thông tin khá là quan trọng nên mình sẽ mạng phép che lại nha. Và để sử dụng những cái API thuộc nhóm Text Completion thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau đây.
chúng ta sẽ có hai cái argument quan trọng. Một đó chính là model. Model là chính là mô hình mà chúng ta muốn sử dụng cho cái API này. Và mình sẽ sử dụng một cái mô hình khá là phổ biến, đó chính là Text DaVinci 003. Tiếp theo đó chính là prompt. Prompt đó chính là một câu hỏi hoặc là một cái đoạn văn bản mà mình muốn gửi đến ChatGPT. Ở đây thì mình sẽ gửi đến một cái đoạn văn bản đơn giản có nội dung là xin chào ChatGPT. Chúng ta hãy cùng nhau in ra câu trả lời của ChatGPT này nha. Chúng ta có thể chạy cái file này bằng cách sử dụng đó chính là Python main.py. Và các bạn có thể thấy là câu trả lời của ChatGPT đó chính là xin chào, tôi có thể... Ở đây thì nó sẽ gần lại sớm do là cái chiều dài của nó không đủ để bao gồm câu trả lời này. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tăng cái chiều dài của câu trả lời của ChatGPT bằng cách sử dụng một thông số có tên là Max Tokens. Chúng ta có thể cho cái thông số này là bằng 100. Đây là chính là chiều dài tối đa một cái câu trả lời của ChatGPT có thể gửi đến chúng ta. Và chúng ta có thể chạy lại cái file này nha. Và như các bạn có thể thấy thì câu trả lời ChatGPT đã dài hơn rồi. Đó chính là xin chào, rất vui là bạn đã đến đây, tôi có thể giúp gì cho bạn. Câu trả lời này khá là đầy đủ đúng không nào? Và một thông số quan trọng khác mà bạn có thể sử dụng đó chính là temperature. Temperature là một thông số quy định cái mức độ ngẫu nhiên của cái câu trả lời của ChatGPT. Nếu mà cái temperature này là bằng 0 thì câu trả lời của ChatGPT nó sẽ không ngẫu nhiên. Và nếu temperature là bằng 2 thì câu trả lời của ChatGPT nó sẽ rất là ngẫu nhiên. Chúng ta cùng nhau sử dụng thử cái temperature bằng 2 đi chẳng hạn. Chúng ta cùng nhau chạy thử lại cái file này nha. Các bạn có thể thấy là cái câu trả lời này nó ngẫu nhiên đến mức nó không mang ý nghĩa xác định nào. Chúng ta cùng nhau thử lại cái temperature bằng 1 xem như thế nào nha. Và chạy lại cái file này. Ở đây nếu mà chúng ta chỉnh lại temperature bằng 1 thì câu trả lời này nó sẽ không ngẫu nhiên bằng cái temperature bằng 2 nữa. Và câu trả lời này khá là chính xác và đầy đủ đúng không nè. Xin chào, tôi là ChatGPT của bạn và tôi có thể giúp gì? Và để sử dụng những cái API thuộc nhóm Chat Completion thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau đây. Và để sử dụng câu lệnh này thì sẽ có hai cái argument quan trọng. Đầu tiên đó chính là model. Model là mô hình mà chúng ta muốn sử dụng cho API này. Mình sẽ sử dụng một cái mô hình khá là phổ biến có tên là GPT 3.5 Turbo. Tiếp theo đó chính là messages. Messages đại diện cho cái lịch sử trò chuyện giữa ta và ChatGPT và nó sẽ là một cái Python list. Cái Python list này sẽ bao gồm nhiều cái Python dictionary khác nhau và mỗi cái dictionary nó sẽ đại diện cho một tin nhắn từ người dùng đến ChatGPT hoặc từ ChatGPT đối với người dùng. Và mỗi cái dictionary này sẽ bao gồm hai thông tin quan trọng, đó chính là role và content. Role đó chính là đại diện cho vai trò của tin nhắn này và trong hệ thống của OpenAI thì nó sẽ có ba vai trò khác nhau. Đầu tiên đó chính là system. System đại diện cho những cái tin nhắn mà chúng ta muốn sử dụng để chúng ta có thể điều chỉnh cái hành vi của cái hệ thống ChatGPT này. Tiếp theo là user. User đại diện cho những tin nhắn mà chúng ta muốn gửi đến ChatGPT. Sau đó nữa là assistant. Assistant đại diện cho những tin nhắn mà ChatGPT muốn gửi đến chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng những tin nhắn với role system để chúng ta có thể điều chỉnh hành vi của ChatGPT như chúng ta mong muốn. Ở đây thì mình sẽ gửi một tin nhắn là bạn là hướng dẫn viên người Việt Nam để chúng ta có thể biến cái hệ thống chat này thành một hướng dẫn viên người Việt Nam. Chúng ta có thể sử dụng những tin nhắn có vai trò là user để chúng ta có thể gửi những câu hỏi đến ChatGPT. Ở đây thì mình sẽ gửi một câu hỏi có nội dung là bạn làm nghề gì đến ChatGPT. Và cái mong đợi của mình là ChatGPT sẽ trả lời là tôi là hướng dẫn viên người Việt Nam. Tiếp theo là chúng ta hãy cùng nhau in ra câu trả lời của ChatGPT này nha. Và mình sẽ chạy cái file này bằng cách sử dụng câu lệnh đó chính là Python main.py. Và các bạn có thể thấy thì đây là câu trả lời của ChatGPT. Tôi là một trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI. Tôi không thực sự là một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhưng mà tôi có thể cung cấp thông tin và trợ giúp về nhiều chủ đề khác nhau. Đây là một câu trả lời rất là thú vị đúng không nè. Hồi nãy mình có nói với các bạn là những tin nhắn trả về từ ChatGPT đến người dùng thì sẽ có cái vai trò là assistant. Vậy thì chúng ta cùng kiểm tra thử xem cái điều này là đúng hay sai nha. Chúng ta sẽ lấy cái role từ cái tin nhắn bằng câu lệnh sau đây. Và sau đó thì chúng ta cùng nhau in cái role này ra nha. Chúng ta cùng chạy cái file này. Và như các bạn có thể thấy thì cái vai trò của tin nhắn này đúng là assistant như chúng ta đã nói hồi nãy.
Như các bạn có thể thấy thì sau khi chúng ta đã lấy được cái nội dung lẫn cái vai trò của tin nhắn trả về từ ChatGPT thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm tin nhắn này vào lịch sử trò chuyện và tiếp tục hỏi một câu hỏi mới. Ví dụ là như thế này. Ta chỉ cần copy cái role assistant. Và chúng ta sẽ copy content luôn. Như thế này. Và tiếp theo là chúng ta có thể thêm một cái tin nhắn mới để tiếp tục cái cuộc trò chuyện với lại ChatGPT. Với cái role là user. Và content khác là một câu hỏi khác. Ví dụ như là bạn có thể làm được gì? Chúng ta cùng nhau chạy lại cái file này một lần nữa nha. Ở đây thì ChatGPT lại trả về cho chúng ta một tin nhắn mới với nội dung và cái role là assistant. Và như các bạn có thể thấy thì chúng ta lại hoàn toàn có thể thêm cái tin nhắn mới này vào lịch sử trò chuyện và chúng ta lại tiếp tục với lại một câu hỏi mới. Và như các bạn có thể thấy thì cách tiếp cận này khá là thủ công và chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn như vậy. Mình sẽ thiết kế một chương trình mới. Ở chương trình mới này thì mình sẽ lưu lại cái lịch sử trò chuyện của ChatGPT bằng một cái Python list. Và mỗi khi chúng ta chat với ChatGPT hoặc là mỗi khi chúng ta nhận được tin nhắn từ ChatGPT thì những tin nhắn mới này sẽ được tự động thêm vào cái lịch sử trò chuyện của chúng ta. Và trên lý thuyết thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài cuộc trò chuyện này đến bất cứ khi nào chúng ta muốn. Chúng ta hãy cùng nhau chạy thử chương trình này nha. Trước tiên thì chúng ta hãy nhập tin nhắn của mình, ví dụ như là bạn tên gì chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ đợi một chút để ChatGPT trả lời câu hỏi của mình. Đây, câu trả lời như thế này. Xin chào, tôi là một trợ lý ảo không có tên riêng. Là bên cung cấp yêu cầu và câu hỏi để tôi có thể giúp bạn. Tiếp theo chúng ta có thể cung cấp một câu hỏi khác. Ví dụ như là bạn có thể làm toán không? Và đây là câu trả lời của ChatGPT. Tôi có thể giúp bạn với các bài toán đơn giản. Và mình sẽ hỏi thử một bài toán đơn giản như thế này. Đây, câu trả lời của ChatGPT là 1 cộng 1 bằng 2. Như các bạn có thể thấy đó, bằng chương trình này chúng ta có thể kéo dài cuộc trò chuyện với lại ChatGPT đến bất cứ khi nào mà chúng ta muốn. Khi chúng ta đã có được logic này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái web application nhỏ nhỏ để chúng ta có thể sử dụng ChatGPT thuận lợi hơn mỗi khi chúng ta muốn. Chúng ta hãy làm điều này tiếp theo bằng cách sử dụng thư viện Flask và OpenAPI nha. Để bắt đầu thì chúng ta có thể sử dụng thư viện Flask để chúng ta xây dựng một trang web có giao diện đơn giản như thế này. Và như các bạn có thể thấy thì hiện giờ giao diện này chưa làm được gì cả. Và khi mỗi chúng ta nhập tin nhắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó thì chúng ta có thể tạo ra một cái Python class để chúng ta chứa những cái logic mà chúng ta đã sử dụng hồi trước để chúng ta giao tiếp với ChatGPT. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một vài hướng dẫn cho ChatGPT để điều chỉnh hành vi của nó như ý muốn của mình. Và những cái hướng dẫn này là ChatGPT sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan đến Việt Nam bằng tiếng Việt mà thôi. Và nó sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan khác. Tiếp theo thì cũng tương tự như logic hồi nãy, mỗi khi chúng ta gửi tin nhắn mới đến ChatGPT thì cái tin nhắn này sẽ được tự động thêm vào cái lịch sử trò chuyện. Và mỗi khi chúng ta nhận được tin nhắn mới từ ChatGPT thì tin nhắn này cũng sẽ được tự động thêm vào lịch sử trò chuyện. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái class này để chúng ta giao tiếp với ChatGPT bằng cái giao diện web hồi nãy nha. Trong trang chủ trang web này thì mình sẽ tạo ra một cái instance của cái class OpenAI mà chúng ta đã nhắc đến hồi nãy. Và cái logic mà chúng ta có thể sử dụng cái class này trong cái web application của chúng ta là như sau. Ở trong trang chủ thì mình sẽ tạo ra một cái HTML form có nội dung là sau đây. Và mỗi khi người dùng gửi tin nhắn đến cái hệ thống của chúng ta bằng cái form này, chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức, đó chính là handle form để chúng ta có thể xử lý tin nhắn của người dùng. Ở trong phương thức này thì mình chỉ đơn giản là lấy được cái message hay là cái nội dung tin nhắn từ cái form. Và sau đó là chúng ta sẽ sử dụng cái message này để chúng ta trò chuyện với lại ChatGPT bằng cách sử dụng phương thức là model chat mà chúng ta đã tạo ra hồi nãy như trên đây. Sau đó thì chúng ta chỉ đơn giản là đưa người dùng trở lại với lại trang index bằng cách sử dụng phương thức redirect của Flask như các bạn có thể thấy ở đây. Và ở trong trang chủ thì chúng ta sẽ lấy lại cái lịch sử trò chuyện của chúng ta với ChatGPT bằng cách là sử dụng phương thức get conversation của cái instance của cái class mà chúng ta đã tạo ra hồi nãy. Ở trong giao diện này chúng ta hoàn toàn có thể hiển thị được những tin nhắn mà người dùng gửi đến ChatGPT hoặc là những tin nhắn từ ChatGPT gửi đến người dùng bằng cách sử dụng những HTML như là list chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau thử nghiệm với giao diện này một lần nữa nha. Mình sẽ hỏi một câu hỏi đơn giản thôi. Câu hỏi đó có thể như thế này chẳng hạn.
là chúng ta sẽ gửi câu hỏi. Và sau khi chúng ta đã đợi một chút thì câu trả lời của ChatGPT sẽ là như sau. Nó sẽ giới thiệu những cái địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam khá là chính xác. Vậy thì chúng ta đã thành công xây dựng một phiên bản ChatGPT khác cho riêng mình rồi. Và đó là một cách đơn giản để chúng ta có thể sử dụng những cái API của OpenAI để tạo ra một phiên bản khác của ChatGPT để sử dụng mỗi khi chúng ta muốn. Và mình nghĩ là những công ty công nghệ khác cũng sẽ sử dụng những cách tương tự để họ có thể tích hợp ChatGPT và hệ thống của mình. Nếu các bạn có đang hứng thú về những nội dung có liên quan đến trí tuệ nhân tạo như thế này, hoặc là những cái nội dung liên quan đến các lĩnh vực khác như là học máy, học sâu hoặc về lập trình, thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình nha. Vì mình sẽ cố gắng liên tục cập nhật các video mới có nội dung thú vị như thế này trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.